dại. Từ trong phút giây biết em đã yêu anh từ lúc này. Giữ tay anh thật lâu, vừa với nhau một câu sẽ đi tròn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em ơi, xin em hãy cứ tin. Em thích nhất là chị Thùy Chi. Khi mà nghe giọng ca của chị ý, em cảm thấy thật sự là bình yên. Cái thế giới của mình đã khác hẳn, tách biệt riêng với thế giới bên ngoài. Thật sự là bình yên. Cái thế giới của mình đã khác hẳn, tách biệt riêng với thế giới bên ngoài, như một thiên thần. Mà không biết là thiên thần béo thì có làm sao không nữa. Bài nhảy của mình tuần này mang cảm xúc buồn. Mình hy vọng hơn nữa là sẽ khóc theo bản nhạc đó. Chính vì thế là cần những động tác rất là chậm, những cái động tác làm sóng, hay là cái động tác mà mình phải co chân cùng lâm, hay là duỗi ra duỗi vào thì nhiều khi là bị chệch nhịp, thì có thể là mình sẽ dẫm vào lâm. Anh Tân và Lâm luôn luôn la mình, nhiều lúc thật sự mình cảm giác rất là khó khăn. Khi tập bài, mỗi lần tập xong rồi làm sai á, cái đứng ngơ ra nhìn, xong mà kêu làm tiếp, không chịu làm tiếp. Một cái đam mê rất là mãnh liệt của Tiên, đó là ngủ rất là nhiều, ăn rồi sao ngủ liền, rồi lúc tập có thời gian rảnh cũng ngủ,